Con giới thiệu là Trịnh Tuấn Hùng, con sinh ngày 17 tháng 10 năm 2013. Năm nay con học lớp 4D trường tiểu học thị trấn Trúc Sơn A, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Sở thích của con là bóng đá, tin học, cờ vua, võ thuật. Hôm nay con xin giới thiệu với thầy cô và các bạn sản phẩm có tên là trò chơi ném bóng. Một, con sử dụng trò chơi là phần mềm Scratch. Cách chơi, người chơi sẽ sử dụng phím sang trái sang trái để di chuyển nhân vật tên robot sử dụng à quay cô cái phần robot đấy là con vật nhỏ sử dụng quả bóng để ném quả táo ở trên cây. Chúng quả táo sẽ được qua level 1 sang level 2, quả táo sẽ di chuyển. Nếu người chơi ném chúng thì sẽ thắng. Rồi sau đó trò chơi kết thúc. Nội dung trò chơi thì ngược lại, nếu ném hết mạng mà không trúng táo sẽ thua, nếu ném trúng kim cương thì sẽ được thêm một mạng bóng. Lưu ý, nếu ném bóng chạm cạnh sẽ bật lại, nếu bóng chạm vào hàng rào gai sẽ vỡ, nếu vỡ bao quả bóng sẽ thua. Tưởng sản phẩm, con sử dụng 162 khối lệnh, âm thanh biểu thị thắng thua, hình ảnh tải từ trên mạng nhìn đẹp hơn. Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã xem buổi thuyết trình của con. Nó mô tả xem là trò chơi của con có những nhân vật nào nào. Sang level 1 rồi sang level 2. Sang level 2 thì quả táo nó sẽ di chuyển. Mình sẽ ném trúng quả táo thì nó sẽ đi. Quả cũng biết đến nó biết qua quả táo. Nếu mà mình ném qua đây quá 3 lần thì nhấn vào lá cờ xanh để chơi lại đi con. Rồi bây giờ con giải thích phần cốt của một nhân vật mà con thích nào. con thì không có gì đặc biệt cả. Ở phần quả táo thì con sử dụng lệnh là khi bấm vào đặt level thành bột đi tới điểm X 157Y1.119 đợi đến khi đang chạm spy 2 thì lặp lại 20 lần. Thay đổi hiệu ứng bóng ma hoạt lượng năng đặt level thành 2 đi tới điểm X119 đặt hiệu ứng bóng ma thành 0 đợi đến khi năng chạm số 22 lặp lại 20 lần thay đổi hiệu ứng bóng ma hoạt lượng năng. Quan sát tin thắng để cho cái phần thắng đấy cũng con có ý tưởng phát triển là gì, có khó khăn gì khi gặp phải, hay là còn chương trình còn lỗi ở cái điểm nào không thì con chia sẻ ra. Khó khăn ở cái chỗ là cái phần thua kia con lập được rồi nhưng mà thỉnh thoảng thì nó sẽ hay bị lỗi như thế cũng chả biết sửa này. Rồi, có ý tưởng phát Chẳng... triển của con là gì? Ý tưởng phát triển của con là sau này là con sẽ phát triển cái này là khi mình nếm trúng quả táo thì con sẽ cho thêm level 3 và level 4 và con sẽ cho các cấp độ khó dần cô. Ừ, rồi. Rồi, cô cảm ơn bạn Mạnh Hùng.